Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn Xe nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm lại cái series trà trộn anh em ạ. Tuy nhiên thì mình sẽ không trà trộn ở cái kênh thế giới nữa, mà mình sẽ sử dụng cái chức năng đó chính là auto matching để trà trộn. Đấy, thì có vẻ như là hôm nay những người lạ của chúng ta không có ai mở mic cả. Đấy, thì có một bạn người Việt và hai bạn người Myanmar, nếu như mình không nhầm, cái cờ này cờ Myanmar anh em ạ. Rồi, sẽ cố gắng để bảo vệ tất cả người lạ giành đến một cái top 1 cùng với cả series trà trộn auto nhá. Nếu anh em thấy cái series này hay ấy, đừng quên là để lại cho mình một like cũng như là comment là các bạn có muốn mình tiếp tục thực hiện cái series trà trộn kiểu auto matching như thế này không anh em nhá. Rồi, một tên. Có dám lên đây không? Chắc là không dám rồi anh em ạ. Không dám lên thì mình phải xuống thôi. Gạt cái đã. Cái thanh niên mình gấp ban đầu ấy, chắc chắn là mình không ăn được kill rồi. 100% luôn. Có vẻ tầng 2 đông quá trời đông luôn anh em ạ. Nhưng mà thôi, không dạy gì xuống. Cứ nhặt thêm ít đồ đã. Xuống sau anh em ạ. Úi dồi, sắp lọ kìa, khẩu NS2000 kìa. Rồi, một thanh niên ở ngay phía dưới chân mình này. Ô ô ô ô. Thôi kệ nhá, mình cứ lên cái bệ này trước đã. Úi dồi. Bay. Ui sao lắm thanh niên bay thế nhở. Rồi. Bạn lên đây là bạn chết với tôi này. À, thôi rồi, cứ để cho các bạn chạy ở phía dưới đi. Kiểu gì cũng sẽ bén mảng để lên trên tầng 3 mà. Mà đi lên tầng 3 thì úi dồi ôi, cái con đường này thì nó lại là hợp lý. Gạt luôn. Rồi ngoáy đi. Tôi có ở trên đấy đâu mà nhìn lên trên đấy làm cái gì. Tôi ở cái bệ này cơ mà. Rồi ngon rồi anh em ạ. Úi ôi. Ui thanh niên sấy gạt vàng khe lên kìa. Nhưng mà không gian lút đồ à? Không gian lút đồ anh em ạ. Thanh niên chỉ cần đứng ở cửa sổ lút đồ cái là mình bắn nóc liền. Là mình đu dây qua mình gạt luôn anh em ạ. Dưới hầm có tiếng chân này. Căng thế nhở. Từ đã. Lút thêm ít đồ đã anh em. Đây. Ui, có M4, có AK này. Nhưng mà trận này mình đang muốn bắn cái combo SKS. Bởi vì là anh em cũng bảo là thích nhìn mình bắn SKS hơn đấy. Cho nên là có lẽ mình sẽ cố gắng đi tìm khẩu SKS anh em nhá. Đấy. Chưa bắn AK M4 nhiều rồi thì anh em xem cũng chán rồi đúng không? Rồi. Không biết là ở dưới tầng 2 hay là ở dưới tầng hầm đây anh em ạ. Nhưng mà mình cứ xuống đây. Hình như ở ngay phía trước mình thì phải. Để em check quả lửa anh em nhé. Đây. Đúng không? Hình như không phải thôi. Vậy thì ở dưới hầm rồi anh em ạ. Mẹ. Cái góc này nó nhảy. Cái đệt chả lụa. Góc này nó nhảy nó còn khắm cơ. Ô đây rồi. Rồi. Ô. Úi dồi ôi. Lúc mình ra gạt bạn kia là mình nhìn thấy bạn ngồi chõm ở trên đây rồi. Vai trưởng ạ. Mỗi thanh niên ngồi bên một cái nóc thùng anh em ạ. Đây lần trước cũng vì cái tình huống này mà Nam Đen bị chết này anh em. Hai thằng nó ngồi, bốn thằng nó ngồi ở bốn góc. Nam Đen phi, không thèm trách thì phi thẳng ra luôn. Thế là bị nó gạt luôn anh em ạ. Bó tay thật. Ô, cái ông người Việt kia. Trời ơi. Ông số 4 không biết là đi đâu thì chết luôn rồi anh em ạ. Chết luôn xuống ao luôn rồi. Quá nhỏ cho bạn. Thôi kệ. Thế thì tôi sẽ bảo vệ hai ông Myanmar này. Có vẻ hai ông Myanmar này hình như là bạn nhau hay sao ấy. Bắn hiểu ý nhau lắm anh em ạ. Mà bắn hiểu ý nhau này không mở mic hơi vô lý nhờ. Cái gì mà đáp bom ghê thế. Nào xem có gì không nào. Ui dồi ôi, cái nịt cũng chả còn nữa anh em ạ. Để mình đào cái tảng băng này ra xem có SKS không anh em nhá. Nếu mà có thì tốt. Ui có X6, có sniper nhưng mà lại là khẩu M24 anh em ạ. Ui vậy quả ốp được thế nhở. Đẩy luôn. Đây mình sẽ Nhanh. Đây, quá đẹp luôn anh em ạ. Rồi lên nóc nhà này. 10 điểm cho chất lượng. Ôi dồi ôi, thôi xong.
Đâu nhở? À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bạn nhảy ra là bạn chết với tôi rồi. Bạn nhảy ra là bạn chết với tôi rồi. À, trên đầu mình. Nào. Ra đây. Thank you. Đáp cho thanh niên này trái bom này. Người rồi anh em ạ. Đầu tiên mình cứ tưởng là boss nhưng mà đây là người rồi. Nghe thấy bom cái là chạy liền. Bạn chỉ cần trèo lên, bạn chỉ cần trèo lên một cái thôi là bạn chết liền, mình đảm bảo bạn luôn. Ủa ơi, đừng, đu dây cái là tỏi đấy. Đây thanh niên đang đứng ở cột. Đây chắc chắn là người rồi anh em ạ. 100% luôn. Ghê thế nhở? Ủi đáp bom luôn. Ghê. Ôi, đã chạy ra đây rồi cơ. Ai đâu? Hết đạn chưa hả? Hết đạn chưa? Ngoáy ít thôi. Trời đất ơi. Cũng có tí gì đó gọi là ô văn kê đấy. Cái nút lượn nó nằm ngay ở cái nút thay đạn anh em ạ. Mà sao không sửa cái nút lượn này đi nhở? Thề luôn đấy. Nó kiểu ôi dồi ôi vãi nồi luôn đấy. Chỉ cần cho tinh chỉnh cái nút lượn đấy, cài đặt giống như những cái mùa trước, thế là được mà. Mà cái lỗi này là lỗi gọi là từ đầu mùa rồi mà đến bây giờ. Mình cảm giác như là hai cái mùa gần đây, hình như là cái đội ngũ dev của bên phía PUBG Mobile như là bị nghỉ việc hay sao ấy. Cho nên nhiều khi lỗi lủng ấy, không thèm fix luôn. 2-3 mùa gần đây này đấy. Từ cái mùa mà Sunuku ấy anh em, cái mùa Dragon Ball ấy, đó, bị rollback ấy, cứ chạy được một đoạn xong lại back lại đằng sau phát ấy, đó. Là từ mùa đấy là mình thấy là kiểu lỗi lủng là không thèm sửa nữa luôn. Ảo thật ý. À thôi kệ. Đi kiếm SKS mà không có thì xài tạm khẩu SLG trước anh em nhá. Xài tạm đi, có gì thì dùng lấy. Đây, SLG bắn Silent này. Này, tôi hỏi thật anh em là anh em có thích tôi bắn SLG không? Có khi hôm nào tôi lại làm thêm một combo là combo đạn 7 nhờ. Combo đạn 7 giống như ở trên PC ấy. Là đang thịnh hành cái combo là Barrel với lại cả SLG. Đấy, thì nếu mà các bạn thích thì hôm nào tôi làm combo đấy cho anh em xem luôn. Không phải hôm nào nữa. Nếu anh em thích anh em comment đi. Ngày mai tôi làm luôn một trận đấu gọi là Barrel với lại cả SLG. Đó, Barrel với SLG solo squad. Anh em thấy được không? Ủa cái thằng mà mình vừa giết nó lại đấm chết ai rồi kìa. Ghê thật đấy. Mấy ông Myanmar này nhanh thế nhở. Mình vừa cứu xong cái đã cắp hit chạy rồi. Nhanh thật sự luôn đấy. Hình như mấy thanh niên này lấy heal xong rồi chạy đi hay sao nhở. Sao lại có thể đi nhanh được đến cỡ như vậy. Đấy, chỉ không hiểu một điều đó chính là cái ông số 4 kia không biết là nhảy đi đâu, có nhảy vào trong khu này không. Mà lại chết xong rồi chết thêm lần nữa rồi out luôn này. Chán ghê. Không có tình nhân đồng đội gì cả. Đi cái auto matching này bị cái gặp thi thoảng gặp mấy ông kiểu ối dồi ôi lắm anh em ạ. Kiểu rõ ràng là auto matching để bắn 4 người đúng không? Nhưng mà cứ một mình tao một chỗ, tao chết rồi tao chết tiếp thêm lần nữa rồi tao luôn. Ảo thật ý. Thế thì bắn auto matching làm gì nhỉ? Nhiều khi mình không hiểu luôn ấy. Hình như có thanh niên đang chạy. Boss rồi. Nhiều khi mình không hiểu là bắn team 4 mà đi lẻ thì bắn làm gì. Thế thì thà ra solo squad thì có phải là vui hơn không? Đấy, đỡ phải gọi là lăn tăn nhiều chuyện. Nói thật với anh em là nhiều khi bắn team ấy mình hay bị dối á. Kiểu mình là thằng kiểu bắn xong rồi xử lý thông tin ấy. Nhiều khi có những góc mà mình muốn bắn, mình muốn xử lý ấy, thì một là đồng đội làm loạn thông tin, hai là đồng đội lại làm lộ cái chiến thuật của mình ấy, thì mình lại không bắn được theo cái kiểu của mình. Thành thử ra là thôi quay trở lại Mitten nhá anh em ơi. Vào cái nhà to này xem là có người hay không này. Nếu không có thì cái nhà to này cũng hay có khẩu SKS lắm. Mình bắn khẩu SKS đi. Hôm nay
chơi SKS với cả một cái ống Silent nhá anh em. Đấy, mọi hôm là bắn SKS với cả Compe thì nó không được ok đi trong làm nó không được ok cho lắm đúng không? Đấy, hôm nay nâng cấp lên là SKS với cả Silent. Đấy, bắn cho nó sướng. Nhiều anh em thì cứ hỏi tại sao là anh cứ phải dùng đúng cái phụ kiện của SR thì ui đầy ơi ngon. Mình chạy qua cái mình thấy có đống đạn vàng xong rồi khẩu súng dài dài là biết SKS rồi. Ui ngon quá. Nói chung là SKS thì ở Compe hay là Silent đối với mình không quan trọng. Quan trọng là các bạn phải có cái tay cầm light grip ấy. Hình như vừa thằng nó chạy ở trong cái nhà này đúng không? Nếu như tôi không nhìn nhầm anh em ạ thì nó chạy ở trong cái nhà đấy. Cho nên là SKS thì mình cũng không quan trọng phụ kiện đâu. Chỉ có hai thứ mà mình muốn nhất khi mà mình cầm khẩu SKS, đó là tay cầm light grip với lại cả một cái băng kích đạn. Hết. Còn thật ra thì trích bát hay là Compe với mình không quan trọng. Ui tiếng súng nghe sướng thế nhở. Nhưng mà cứ phải bắt cái thanh niên ở trong nhà này đã. Thì cái thanh niên ngồi im hay sao ấy. Để mình vào xem mình tống cho bạn cái trái bom nhé. Quái nhỉ. Không động đậy. Dễ thanh niên chạy vào đây trốn lắm này anh em này. Một trái lửa. Watch out. Anh em nhìn cháy lửa của mình này. Vãi đồi ạ. À. Cháy lửa. Watch out. Mày thề. Cái cháy Molotov. Cháy Molotov đợt này nó chán ghê luôn đấy anh em ạ. À. Mấy cái cháy Molotov đợt này nó cứ lỏ làm sao. Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi. Làm ngay ký sự trách khách đi. Cứ mỗi lần Tuấn C cầm SKS là giang hồ lại dậy sóng anh em ạ. À. Nào. Còn ai không? Chắc chắn là phải có đồng đội chứ, tiếng súng ở đằng sau này đông lắm. Đây rồi. Từ từ nhá. Ui, đệt. Mấy thanh niên tên mình cầm ốp vẩy cũng như là vẩy rau ấy. Ghê phết chứ đùa. Đến, thế thì mình vòng ra đằng sau mình bắt hai thanh niên này. Ôi, đệt. Mẹ. Đáng định tính bắt hai thanh niên này thì bo nó co anh em ạ. Ôi, bo co thì vào. Mặc dù hai bạn đấy khá là thơm, khá là ngon anh em ạ. Nhưng mà không liều được. Cái bo ở Livic nó đau lắm anh em ạ. Rồi bắn tốt quá. Hai ông Myanmar này bắn được ấy chứ. Dạng cũng thuộc dạng gọi là ối dồi ôi đấy. Người công nhận là Myanmar chơi hay nằm đồng khó chịu vãi đồi ạ. Đây mình vòng lại xem là không biết hai ông này không mở mic. Không biết là mấy ông đã giết mấy cái tên ở nhà cỏ chưa. Mình nghĩ là chắc là giết rồi đấy. Chắc giết rồi anh em ạ. Chắc giết rồi. Thôi mình nhưng mà cứ phải để ý anh em ạ. Không biết đâu một lần đâu. Nhiều khi cứ chắc mẩn. Xong rồi tí nữa tự nhiên nó thòi ra. Hai ông chạy từ ngoài bò vào bắn mình thì thôi. Không còn gì để nói nữa. À, cố gắng mấy mạng cuối này ăn bằng SKS đi. Chứ tôi cảm giác là bắn SKS hơi ít rồi đấy. Ping ở đấy à? Nhưng mà tôi nghe tiếng súng là ở trên này. Ô, thế là ở dưới đấy thật à? Chắc tôi nghe tiếng súng là ở trên này nhỉ? Chắc không có, thế xuống đi. Kìa, đồng đội bắn trúng một thằng nào ở mép nhà kìa. Ô, đây không? Đây rồi. Mày chết. Gạt luôn đi. Cho bạn chết luôn. Quên đấy. Đang bảo là bắn bằng SKS mà cuối cùng lại lôi M4 ra bắn. Bực thật sự ạ. Đây bắn SKS đây anh em nhé. Nào. Ui. Đệt. Tưởng thanh niên ở trên nhà cơ. Hóa ra là thanh niên ở dưới đất anh em ạ. Mẹ hết hồn luôn. Vậy là còn có một thanh niên nữa thôi. Ok luôn. Thế là cuối cùng cũng bảo vệ được người lạ thành công rồi anh em ạ. Không bảo vệ được anh em Việt Nam nhưng lại bảo vệ được anh em Myanmar. Thôi cũng được. Nói chung là cứ bảo vệ được hai ông Myanmar này cũng được. Nào, đi tìm nốt thanh niên còn lại cuối cùng nào. Chắc là tôi phải lấy cái ván trượt ra trượt. Chứ mà đi bộ này thì cũng không biết là đến bao giờ mới tìm được bạn ấy. Thôi, đi ván trượt đi anh em ạ. Ô. Ở trong Midton à? Ở đâu đấy? Chắc là ở cái nhà ngang này rồi. Rồi, tôi nhìn
Tôi nhìn bắn là tôi biết rồi. Tôi nhìn bắn là tôi biết là ở nhà ăn rồi. Đừng bạn ơi. Đừng. Trời đất ơi, trận đấu top 1 dễ dàng quá. Ok. Thôi, có lẽ là clip sẽ dừng lại tại đây thôi. Nếu anh em thích cái nội dung clip tiếp theo, đó chính là combo giống như trên PC, Battle với cả SLG, thì các bạn comment ở phía dưới nhá. Trong clip tiếp theo mình sẽ thực hiện theo cái yêu cầu của mọi người ở phía dưới clip. Bye bye. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.